Giới thiệu với anh em, đây là cái AV. Cái AV này mình dành để nuôi trích cồ. Đây là loại chim cảnh rất là có giá trị nha anh em. Hiện tại giá trên thị trường của nó là tầm khoảng 2 triệu một con đối với chim lớn, và tầm khoảng 400-500 ngàn đối với chim nhỏ. Thì hiện tại có một con đang lót ổ đẻ các bạn. Hiện tại là mình đang nuôi hai cặp 4 con. Một số cái bảo tồn thiên nhiên thì hoặc là những cái nơi du lịch sinh thái thì họ thường nuôi cái loại này. Loại này dân miền Tây họ nuôi rất là nhiều. Họ nuôi thay cho nuôi chó để giữ nhà, tại vì nó rất là hung. Nếu mà nuôi từ nhỏ thì nó sẽ rất là khôn. Đây các bạn. Ăn chủ yếu là cám và rau muống. Tuy nhiên cái loại này giá trên thị trường rất là có giá. Mình làm hãng luôn một cái AV cho nó.
Thank you.